Hoàng Thùy Linh đua xà đơn trên sân khấu Next Top Model. Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh thiêu đốt mọi ánh nhìn với vẻ đẹp nóng bỏng khi thực hiện động tác đua xà đơn trong đêm chung kết cuộc thi Người Mẫu Việt Nam. Đêm chung kết của cuộc thi Việt Nam Next Top Model được diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Thùy Linh làm khách mời biểu diễn ca khúc Rick Daru. Người đẹp 28 tuổi diện trang phục tour ánh kim gợi cảm. Ngoài vũ đạo sôi động, cô còn đua mình trên xà đơn thu hút sự chú ý của đông đảo khách mời. Vẻ đẹp quyến rũ và vũ đạo sexy của Hoàng Thùy Linh đã khiến cho khán giả truyền hình không thể rời mắt. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!